Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái công dụng của lá khế nhé. Và ở đây là lá khế chua. Câu chuyện là hôm nay cuối tuần cả nhà về quê thì bố và em bé, một phần là do thời tiết, một phần là có thể là trời sắp thay đổi, sắp mưa ấy, nên là rất là nóng vào mùa hè này, thì bố và em bé đều bị ngứa, nên là bà ngoại sẽ hái cho lá khế để tắm này. Và thường là nhắc đến khế thì mọi người thường nghĩ đến ngay quả khế đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong ngoài quả khế ra thì cái lá khế và đặc biệt là lá khế chua này có tác dụng rất là tốt trong việc chữa ngứa và rôm sẩy. Đặc biệt là trong vào cái mùa hè nóng được như thế này thì mọi người rất hay là dễ bị mẩn ngứa ấy. Nên là chúng ta sẽ có thể sử dụng cái lá khế này để chữa nha. Và có một cái chi tiết trong cái phim Hương vị tình thân ấy, mọi người có nhớ cái chi tiết là Nam đã lấy lá khế này để đun tắm đúng không ạ? Và trong video này thì mình xin chia sẻ với mọi người nhé, ngoài những cái một số cái công dụng rất là tuyệt vời thì mình sẽ chia sẻ cái công dụng thực tế và áp dụng đối với gia đình mình, đó là việc sử dụng lá khế chua này để làm nước tắm chữa cho việc ngứa ngáy này, rôm sẩy này. Và cái phương pháp này có thể áp dụng cho cả các bé sơ sinh nhé. Thì ở đây thì để làm lá tắm này thì các bạn có thể sử dụng cho mình ở đây là lá khế chua nhé. Thì chúng ta sẽ lấy khoảng một nắm lá khế chua này. Có hai cách để các bạn có thể chuẩn bị cái lá tắm bằng nước tắm bằng lá khế chua. Cách thứ nhất là các bạn dùng lá tươi, và chúng ta sẽ lấy lá khế này tước ra, và nếu như có điều kiện thì các bạn có thể cho vào máy xay nát ra rồi chúng ta lọc lấy nước. Không thì nếu thì các bạn thường là trước đây thì mọi người là hay sử dụng là vò lát, cái này là ra cái chất chua và chát của cái lá khế này sẽ có tác dụng rất là tốt cho hòa vào nước tắm ấy để chữa rôm sẩy, mẩn ngứa. Còn bây giờ thì hiện đại rồi, mọi người có thể là cho vào lá này, rửa sạch ra cho vào là máy xay. Xay xong chúng ta sẽ lọc với nước và hòa vào nước tắm, và nhớ là cho thêm một vài hạt muối vào nhé, một chút muối hạt ấy. Nhớ là các bạn sẽ cho vài hạt muối hạt này vào cái nước tắm đó thì sẽ là rất là tốt để trong việc chữa rôm sẩy, nghề đai và ngứa. Và cách thứ hai thì mất thời gian hơn, tuy nhiên thì nó cách đó thì lại an toàn hơn đối với trẻ sơ sinh, khi mà cái là da của bé còn non ấy. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một nắm lá khế này, sau đó rửa sạch, tiếp theo là nước lọc, bởi vì là thường là cái phương pháp này mọi người sẽ dùng cho trẻ sơ sinh nhiều hơn, bởi vì nó tốn thời gian hơn ấy, thì mọi người sẽ thường là ngắt những lá này, rửa sạch, sau đó cho vào nước đun sôi và để nguội cho bé tắm. Bởi vì từ lúc em bé nhà mình còn nhỏ, trong tháng hoặc là hơn tháng khi da còn non ấy, thì mẹ chuẩn bị nước tắm là thường là để dùng nước đun sôi để nguội, không để nước pha nước lạnh đâu. Và thường là rất là các bà rất là cẩn thận là các bạn đun sôi nước rồi để nguội để tắm, mặc dù là sử dụng các loại lá tắm như là lá khế, lá xiềng, mướp đắng hoặc là các loại khác thì các bạn đều đun sôi để nguội chứ không sử dụng trực tiếp những cái nước lọc. Còn đối với những em bé lớn hơn hoặc là người lớn thì mọi người có thể sử dụng phương pháp là chúng ta vò lát hoặc là đun một lượng nước nhỏ rồi sau đó pha hòa vào với nước tắm. Và cũng lưu ý là sẽ phải thêm một chút muối hạt nhé. Còn đối với về quả khế chua này thì mọi người cũng có thể sử dụng để kho cá này, nấu canh hoặc là xào một số món. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người sử dụng cái nước ép của quả khế này để uống đấy. Nước ép khế ngọt thì hoặc là nước ép khế chua thì khi đó thì phải cho thêm một chút muối hoặc một chút đường để mọi người uống được, không thì hơi chua quá. Hoặc là mọi người cũng có thể là phơi khô, thái lát phơi khô cái này để dùng dần nhé. Và sau một hồi chia sẻ với mọi người về cái công dụng của lá khế thì bây giờ thì mình sẽ đi làm nước tắm cho hai bố con đây, vì hai bố con cũng rất là ngứa rồi, và tắm cho mát mẻ, tắm lá này xong rất là mát, cũng rất tốt cho da, không có gì ảnh hưởng cả. Nếu như bình thường mùa hè không nhất thiết là chúng ta ngứa thì chúng ta mới có sử dụng lá khế này để tắm đâu. Thỉnh thoảng thì mọi người nếu như nhà có điều kiện, nhà có cây chẳng hạn thì mọi người có thể lấy lá này thỉnh thoảng chúng ta tắm thì cũng rất là tốt cho da. Và tắm lá này cũng là mát thôi, là một trong những loại lá tắm mà được mọi người chọn để tắm cho các em bé. Và
Hy vọng rằng cái chia sẻ để có thể giúp ích được cho mọi người nhé. Và bây giờ thì mình đã đi chuẩn bị nước tắm cho hai bố con đây. Đầu tiên thì mình sẽ lấy toàn bộ lá chuối này trong đi rửa sạch ở đây để chuẩn bị làm nước tắm lá nhé. Thì ở đây cho cả hai bố con nên là bận lá hơi nhiều nên là mình cho vào đun luôn để hòa vào nước tắm thì sẽ tiện cho làm xanh. Thì cơ bản thì lá chuối cũng sạch thôi nên chúng ta có thể rửa sạch như thế này. Và bây giờ thì ta cho lên bếp luôn, nhưng mà nhớ là cho mình vài hạt muối nhá. Hoặc là ngoài ra thì khi thì chúng ta có thể cho muối vào nước tắm cũng được. Tuy nhiên là mình sẽ cho luôn vào đây, giống như luộc rau. Sôi thì các bạn đun thêm khoảng 3 đến đỏ nồi đi và đun thêm 3 đến 5 phút nữa nha. Khi lá sẽ chuyển sang màu vàng. Mùi thì cũng mùi chua chua. Sẽ đổ nước lá khế vào. Như vậy là đỡ phải thay cả nước ấm luôn. À, cho nhớ cho thêm một chút muối hạt nhé. Vì lượng muối vừa nãy cho vào cũng chưa đủ nên là mình cho thêm một chút muối hạt vào đây. Như vậy thì cái nước mới tắm đủ bé ấm rồi và cho các bé tắm các bạn. Và hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào.